nhà đã quay lại với kênh Trúc Linh Vlog cả nhà ơi. Bữa nay mùa này trồng ổ hoa quá trời trái luôn cả nhà ơi. Ổ hoa được mùa đó là được ăn ổ hoa không cả nhà ơi. Bữa nay mình làm bữa cơm từ ổ hoa nghe cả nhà. Cả nhà đón coi mình nấu món gì ha. Đây là rổ ổ hoa quá trời ngon luôn. Thì bởi mình nguyên liệu bữa nay thì có củ cải đỏ nè, củ hành, ớt, củ tỏi, chanh. À mình có mua một bịch nè. Cái này là mộc. Mộc cả nhà ơi. Có thêm một dĩa tôm nữa nè. Cả nhà có đoán là mình nấu được món gì chưa? Thôi không nói nhiều, mời cả nhà vô bếp cùng nấu với mình nha. Ổ hoa thì mình cắt ra đi rồi mình lấy hột ha cho nó mau. Ổ hoa cũng già rồi ha cả nhà. Ổ hoa mình làm gỏi, mình ngâm dưới đây, mình ngâm vô nước đá ha. Mình ngâm dưới nước đá khoảng 15 phút thì mình vớt ra, cái mình ướp đường. Mình ướp đường để khoảng 15 phút. Nước làm gỏi ở nhà mình cho nhiều đường ha. Nước mắm. Thêm này. Đường ha. Chanh này, chanh không có. Chào cả nhà ơi. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay trồng ổ hoa. Được mùa ổ hoa cả nhà ơi, quá trời trái luôn. Bữa nào cũng ổ hoa hết cả nhà. Trồng ba vàng ổ hoa luôn cả nhà. Ăn chừng nào khổ nó qua hết thì thôi. Nào là canh ổ hoa, ổ hoa hầm, ổ hoa làm gỏi cả nhà. Giờ bữa nay mình làm bữa cơm ổ hoa không nha cả nhà. Bắt đầu ăn ổ hoa riết ạ. Ăn chừng nào khổ nó qua hết thì thôi cả nhà ơi. Trồng ba vàng ổ hoa luôn á. Ổ hoa xanh có, ổ hoa trắng có. Nhiều hai thứ loại ổ hoa, thành ra ăn ổ hoa riết. Vài bữa nữa chắc ăn cà chua quá cả nhà. Một vườn cà chua luôn. Mốt có cà chua mình quay cà chua không cả nhà ơi.
Thôi mời cả nhà ăn gỏi ở qua trước đi ha. Nè, gỏi ở qua. Tại vì có hai mẹ con ăn không có nhiều nên mình trộn cũng không có nhiều nữa. Đây, chúng mắm mặn hả? Rồi ăn thử thôi. Mời cả nhà ăn nha, ăn gỏi ua qua trước đi. Rồi ngoài ăn thử ngon không? Ngon. Mời cả nhà ăn gỏi ua qua nha. Không có đắng. Ủa qua ướp đường vô không có đắng miếng nào hết á. Không có đắng. Ở qua xào. Tại vì gỏi ở qua nó hơi cứng cứng á nha. Giòn giòn á. Được. Mày ăn được không? Được, thánh ngon. Ủa qua ăn thơm quá. Gỏi qua ăn thơm lắm. Thơm ha. Thấm chua chua ngọt thơm ngọt. Quá. Ngon. Này ăn nó hơi giòn giòn, sợ ngoài ăn không được, hơi cứng. Ngon thơm với lại ngọt thơm ngọt chua chua ngon quá. Còn ở qua xào trứng à. Ăn nghe ngon. Mềm mà béo ngoại, ở qua xào trứng à. Mềm mà nó béo. Gỏi ngon quá. Không có đắng cả nhà. Ở qua không có đắng. Thơm ngọt. Thơm thấm ba gia vị á, hành rừng phi. Đường nó thơm quá, ngon quá. Con sợ cái này nó cứng, cái con xào cho ngoại ăn. Cái này trộn ngon quá ha. Này mà nhậu chắc chục lon bia quá. Ngon của nhà nó giòn. Giòn ngon quá. Giòn mà nó không có đắng. Tại vì mình ướp đường ngoại. Không có đắng. Thơm thơm ngọt ngọt. Ngon quá, qua ngon quá, không có đắng. Thơm thấm mấy gia vị vô vô vẫn thơm, ngon quá. Ăn miếng cái như bắt đầu nghiền rồi. Nghiền nó qua rồi cả nhà. Nó ăn chay vậy thôi chứ ngon. Ăn tôm. Tôm cũng mềm lắm. Ngon quá. Ngon ha. Nhắm đá thì nó giòn. Như nó hết đắng. Ừ. Nó đắng. Thấm như vậy ngon quá cả nhà. Gỏi ngon thiệt. Gỏi ua qua còn hơn mấy cái gỏi mà bừng súng hay là ngó sen đồ không có bằng ua qua đâu. Ăn không bằng. Ua qua thấm ngon quá. Có vị ua qua thấm thấm, chua chua ngọt ngọt. Thơm ua qua. Có vị ua qua thơm thơm. Con nó bụng quá con cơm. Ua qua xào. Ua qua xào béo. Ăn ua qua. Ăn gỏi qua nghe bắt hết muốn ăn cơm. Muốn ăn gỏi không? Ngon quá. Đúng qua canh đúng qua nấu với mọc. Cũng ngọt lắm mặt ngọt. Mà ăn gỏi ngon hả? Gỏi nghe ngon quá. Không đắng. Nhờ canh nó không đắng. Nó không đắng mà ăn thấm gia vị á. Nghe nó thơm thơm mà có mùi. Có mùi lỏng qua. Qua ngọt ngọt. Con nghe ngon quá. Chắc chắn cơm ăn không hết, chắc ăn gỏi không quá. Gỏi ngon. Ăn gỏi nghe ngon quá. Tết các bạn bè tới chơi làm dĩa vậy nè cả nhà. Ăn không có ngán. Nhà ơi. Thôi hai mẹ con mình dừng video tại đây nghe cả nhà. Ăn gỏi không à. Tô canh đổ qua thì ăn hoài quen quá rồi cả nhà. Cái ngoài ăn gỏi không à. Ăn gỏi nghe ngon quá. Thôi, hai mẹ con mình dừng video tại đây cả nhà. Cả nhà xem thấy thích ủng hộ kênh cho xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Chào cả nhà. Chào nha. Cả nhà.